Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui mừng gặp lại mọi người trong video của Liz về phim review và cảm nhận nước hoa. Video ngày hôm nay Linh sẽ mang đến mọi người một chai nước hoa đến từ một cái nhà nước hoa của Mỹ. Linh rất là yêu thích cái nhà hàng này bởi vì nó có nhiều cái edition rất là hay ha. Và nó cũng một phần là vì Linh thích cái những cái thiết kế của những cái của cái hãng đó nữa. Thì thành ra đó là Linh sẽ quyết định là giới thiệu đến mọi người chai nước hoa này. Đó. Và đây cũng là một trong những chai nước hoa khá là hiếm trên thị trường hiện nay rồi mọi người. Thì trong tiêu chí là những chai nước hoa ngon, là xịn mịn và hiếm nữa, hoặc là có thể là những chai discontinue hay là hiếm trên thị trường, thì ngày hôm nay Linh sẽ mang đến mọi người một chai nước hoa đến từ nhà Parfum Mr. Avenue đó, hay còn gọi là Bond Number 9. Yeah. Thì khi mà chúng ta nhắc đến cái hãng nước hoa này á, thì chắc hẳn là mọi người ai cũng vậy, không riêng gì Lĩnh. Chúng ta có một cái gọi là có một cái tên cho thương hiệu liền, giống như là MFK phải có 540 540. Le Labo hay nhắc đến đó chính là Another 13 hoặc là Central 33. Đó, kiểu vậy đó. Thì khi nhắc đến nhà Parfum Mr. Avenue, tức là Bond Number 9 đó, chúng ta gọi tắt là vậy đó, thì luôn luôn lúc nào mọi người cũng hay nhớ tới cái chai đầu tiên, cái chai Bond Hồng Ngọc Trinh, đúng không? Thì trong cái chai này thì đã có một tập Linh giới thiệu về cái chai Bond Number 9 của Parfum Mr. Avenue rồi ha, Bond Hồng Ngọc Trinh đó. Thì Linh xin phép được nói nhanh qua về xuất xứ cũng như thương hiệu, không cần nói nhiều bởi vì Linh đã nói đầy đủ ở đó rồi, ở trong cái tập của cái chai Bond Hồng Ngọc Trinh rồi. Thì cái hãng Bond Number 9 này được thành lập vào năm 2003 đó, tại New York, và bởi cái perfumer và CEO Laura Grame đó. Thì bà thì khi mà cái hãng này á ra đời á, thì bà đặt cái trụ sở chính ở trên cái tiểu bang New York, ở cái thành phố New York này á. Thì trong khi đó đó thì đang tìm một cái tên cho cái thương hiệu này, nó một cái gì đó nó ấn tượng và nó dễ nhớ, nó ấn tượng nhưng nó phải dễ nhớ. Thì bà lấy ngay luôn cái địa điểm mà cái store đặt nằm trên cái địa điểm đó, bà đặt luôn, đó chính là địa điểm New York, 9 Bond Street on Honor. Thì bà mới lấy cái tên Bond Number 9 luôn đó, kiểu nhưng mà chúng ta gọi đúng là Parfum Mr. Avenue đó. Đó là thứ cũng như là xuất xứ cũng như thương hiệu, thì Lĩnh nói nhanh qua là như thế. Thì còn cái edition mà ngày hôm nay Lĩnh giới thiệu đến mọi người là một chai nước hoa khác, không phải Bond Hồng Ngọc Trinh hay là gì hết đó, mà là một chai nước hoa có một cái tên khá là đặc thù. Bởi vì sao Lĩnh dùng cái từ là khá đặc thù, bởi vì giống như các bạn đã biết ha, thì cái hãng Bond Number 9 này đó là mỗi một edition hoặc là một bộ sưu tập á, thì nó sẽ có vài chai nước hoa đó, và khá là nhiều chai nước hoa, nhưng sẽ có những chai nước hoa rất là đặc biệt được lấy cảm hứng từ những thành phố của Mỹ, những tiểu bang của Mỹ, bởi vì đây là nước hoa niche của Mỹ ở New York. Thì thành ra đó, và cái perfumer cũng là cái người CEO Laura Grame này nè, cái đối tượng mà bà nhắm đến đó chính là những cái người có thu nhập cao, những người có ảnh hưởng trong xã hội, cũng như là những ngôi sao của Hollywood đó, hoặc là những ca sĩ diễn viên gì đó, đại loại vậy. Cho nên là cái thiết kế của hãng luôn luôn lúc nào cũng là hình một ngôi sao đó, và trên cái thân chai á luôn luôn lúc nào thường thường sẽ có cái logo in hằng lên trên cái chai luôn, và được làm khá là sang trọng, giống như các bạn có coi những cái tập phim của Hollywood, mà trên Hollywood nó có một cái con đường mà ở dưới mặt đường á có những cái ngôi sao, và những cái ngôi sao trên cái đoạn đường đi đó có in những cái tên của những người nổi tiếng hàng đầu thế giới đó. Đó thì ví dụ là vậy, giống như Elton John hay là Celine Dion rồi đó, hay là đó đại loại vậy, hay những người diễn viên nổi tiếng rồi đó, thì người ta sẽ có những cái tên được nằm trên những ngôi sao, những cái đoạn đường trên Hollywood đó. Thì cái kiểu của người ta nhắm đến là những cái người có tầm ảnh hưởng như thế. Thế cho nên là những chai nước hoa của Parfum Mr. Avenue á, họ làm á, là họ luôn lấy cảm hứng, hoặc là họ tượng trưng cho một tiểu bang, cho một thành phố nào đó của nước Mỹ nói chung, và những tiểu bang thành phố nói riêng đó. Yeah. Thì nói lòng vòng nãy giờ thì vậy thôi đó. Còn ngày hôm nay á, Linh giới thiệu đến mọi người á, là một cái chai được mang tên là Central Park Shore đó. Central Park Shore này á, là một cái chai nước hoa được ra mắt năm 2013, lấy cảm hứng từ khu thương xá Manhattan Central Park Shore. Đây là một trong những khu thương xá rất là sầm uất và nổi tiếng rồi ha, chắc này mọi người biết ha. Yeah.
Thì giống như hai cái chai của nhà Rosadap đó, cái chai bản Burlington 1819 là thương xá Burlington tại 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 Anh Quốc đó, rồi xong rồi là Manhattan, rồi Manhattan của cũng là một chai đó, thương xá của New York. Thì đây cũng là một chai nước hoa được lấy cảm hứng từ khu thương xá đó, khu thương xá Manhattan đó, Central Park Sun đó. Thì đây là chai nước hoa được gọi là sao nhỉ, được lấy cảm hứng từ cái sự sầm uất xa hoa và rộn ràng, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, và một ngày mở mắt dậy thì bao nhiêu là công việc, bao nhiêu là sự đi đi lại lại một cách vội vã và nhanh gọn đó, chứ không phải là kiểu mà sống chậm, sống thơ thẩn, trôi lơ đãng đó. Đây là một mùi hương rất là kiểu hiện nay trên thị trường cũng rất là hiếm nha mọi người. Thì không để lâu thì Linh giới thiệu đến mọi người đây. Yeah đó, thì giống như những chai khác nha, sẽ có một cái lọng như thế này, cái lọng nhựa như thế này nha đó, và sau đó thì bên trong sẽ có một cái hộp âm dương. Dạ đó mọi người thấy ha, một cái hộp âm dương như thế này đó, thì đó, và chúng ta dở lên. Dạ thì Linh đi tìm được cái chai này thì Linh rất là vui nha. Dạ bởi vì sao, bởi vì đây là một trong những chai nước hoa hiện tại trên thị trường rất là khó tìm rồi đó, và đây là cái phiếu mua hàng đó, đại loại là vậy đó mọi người ha. Yeah, đó. Rồi Linh để đây, và đây Linh cho mọi người coi cái nhân vật chính nha, bá cháy luôn. Ta nói oh my god, so sweet. Yeah rồi đây, bây giờ Linh để đây ha. Yeah đây. Cái chai này nó khác hơn những cái chai khác một xíu, đó là nó có cái vòng cổ ở trên cái vòng ở trên cái cổ chai đó, gồm có hai sợi dây đeo tai đó, được làm theo kiểu hạt hạt dày. Yeah mọi người thấy không mọi người, oh my god. Yeah đó, và có cái bông hồng ở đây nữa, và trên thân chai á thì sẽ có cũng có một vài cái bông hồng như thế này đó. Rồi phía sau thì sẽ là màu trắng sữa, trên nắp thì sẽ có một cái màu hồng đồng nhất với cái hoa cũng như là những hoa văn hoa hồng trên chai. Yeah đó mọi người thấy ha. Rồi bây giờ á thì mình gỡ cái này ra đi đó, cho nó bớt rườm ra đó, nó cũng đẹp lắm, cũng xinh lắm. Kiểu cái này mà mình gỡ ra á, là mình sẽ được hai cái vòng đeo tay đó, hoặc là chúng ta đeo như các bạn nữ có đeo thì đeo luôn như thế này. Yeah đẹp ha, kiểu vậy á. Ok rồi, mình cho mọi người xem qua nè. Đó. Yeah. Rồi, ha. Rồi, và bây giờ á thì Linh sẽ xịt ra và chúng ta nói về mùi hương bên trong ha. Yeah. Yeah. Trước khi mà nói về mùi hương bên trong, Linh xin nói một xíu về có một điều mà mình không thích hoặc là không hài lòng về cái nhà này, là dù mình rất là thích những cái thiết kế, những cái kiểu của họ làm, nhưng mà có một điều mà Linh không hài lòng đó chính là chiếc nắp. Ở bất cứ cái chai nào của Perfume Mr. Avenue nó luôn có một cái sự rất là lỏng lẻo. Đây nha mọi người, nè. Đó. Dù là rất là mới hoặc là mới mua trong store ra, hay là dù nó cũ bao nhiêu đi đâu đi nữa thì nó vẫn rất là lỏng như bao nhiêu khi nó chúng ta thấy vậy. Thế nên là chúng ta như các bạn nữ đó, hoặc là các bạn nam đó mà có sở hữu những cái chai của nhà Born Number 9 này đó, thì các bạn không nên cầm cái chai lên vậy nha, nó gớt nha. Nè, nó gớt nha. Đó. Đó, thấy chưa? Đó, thế cho nên là chúng ta phải cẩn thận nhất có thể. Tuy nhiên thì nếu như giá như maybe mà cái chai này họ làm cái nắp cứng một xíu nữa là quá trời ok luôn. Nhưng mà cho tới bây giờ nó vẫn là như vậy. Mình không hiểu cái điều đó nó như thế nào, hoặc là do cái lỗi hay là người ta cố tình như vậy, nhưng mà thật sự mình không hiểu luôn. Nha, yeah, đó. Còn bây giờ để nói về mùi hương của Central Park Sun, một trong những mùi hương được lấy cảm hứng từ khu thương xá Manhattan Central Park Sun. Đó, thì đây thành phần chính gồm có những cái mùi hoa cỏ, trái cây rất là kiểu là tràn đầy năng lượng và cực kỳ là shyless. Đó, kiểu bừng tỉnh đánh thức đó. Một trong những mùi hương mà Lĩnh cảm thấy là Lĩnh khá là thích thú và lấy làm vui khi giới thiệu đến mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thành phần này, nếu như mà các bạn đọc qua thành phần thì cũng được, hoặc không đọc qua thành phần các bạn cũng sẽ thấy cái sự rõ ràng và cái sự
hiện diện của những cái top note mùi hương mà hãng công bố. Thì ở trong này á, khi mà hãng công bố thì có rất là nhiều loại hoa, trong đó có hoa la, có hoa nhài, hoa huệ, hoa ly đó, hoa ly ly đó, kiểu những loại hoa mà nó rất là kiểu con gái thiếu nữ đó mọi người, kiểu vậy đó. Thì ngoài cái thiết kế xinh xẻo này ra, tươi trẻ này ra, thì mùi hương nó đi sát với cái với cái ý tưởng luôn nha mọi người, với cái packaging này luôn đó. Thì ở cái nốt opening khi mở ra đó, các bạn sẽ nghe được cái mùi của họ, cái mùi mà không phải là mùi cam quýt. Lĩnh không có dùng cái từ mùi citrus cam quýt, mà các bạn sẽ nghe được cái mùi của họ có muối, những quả nằm thuộc họ có muối, giống như là bưởi hay là quýt chín, quýt hay là đó, đại loại là vậy. Mà dễ nhận biết nhất đó chính là mùi bưởi chín và mùi quýt chín đó. Nó kết hợp với lại mùi hoa nhài và hoa huệ, hoa lily, một combo hoa mà nếu như chúng ta không đọc thành phần hoa nhài, hoa huệ, hoa lily á, thì các bạn sẽ nghe cái mùi bưởi chín và quýt chín kết hợp với lại mùi hoa trắng đó, mùi hoa nhài và hoa huệ. Tuy nhiên có một điều mà Lĩnh khen cái mùi này là tại sao, là cái mùi này nè, trong đây, trong cái tổ hợp hoa này nè, thường thường các bạn sẽ thấy mùi hoa nhài và hoa huệ sẽ xuất hiện rất là nhiều trong những cái chai mà mang mùi hương tươi trẻ của những cô thiếu nữ. Sẽ có những chai làm mùi huệ rất là già, hay sẽ có những chai làm mùi nhài rất là ổng ẻo đó, kiểu ổng ẻo lả lướt. Thì trong cái chai này Lĩnh không có thấy cái sự ổng ẻo lả lướt nha, mà Lĩnh thấy cái sự tươi trẻ năng động và nó rất là tinh nghịch. Đó, kết hợp với lại quả chín, mà ở đây á có cái thành phần theo Lĩnh được biết và cũng như Lĩnh từng trải nghiệm rất là nhiều mùi hương có mùi nhài, mùi huệ và mùi citrus, mùi bưởi, mùi quýt. Thì ở đây cái tạo nên cái sự đặc biệt cho cái chai nước hoa này đó chính là quả anh đào kết hợp với lại hoa lily. Mình cam đoan luôn tất cả các bạn nào dùng nhiều nước hoa có nhiều hoa huệ và hoa nhài rồi, cũng như là cam quýt bưởi rồi đó, thì sẽ rất là quen thuộc với cái combo đó. Tuy nhiên Born Number 9 có một cái sự sáng tạo và có một cái bước đột phá rất là phải gọi là hay đó. Mùi hương rất là dung dị, rất là thân thiện nhưng khá là sang trọng và kiểu tràn trề năng lượng. Đó. Và cái sự quyết định độ mới lạ cũng như hấp dẫn cho mùi hương này đó chính là hoa lily và quả anh đào. Đó, quả anh đào thì có một cái sự chín thơm và ngọt ngọt, chua chua, thanh thanh kết hợp với lại mùi hoa lily trong cái chai này, nó làm bớt đi cái nét phấn và cái nét nó làm bớt đi cái nét kiểu giống như là cái nét mà kiểu mà e ấp thẹn thùng của hoa nhài, cũng như là nó bớt đi cái sự già dặn của hoa huệ, mà nó làm cho cái tổng thể mùi hương được đẩy lên cao trào một cách rất là sáng tạo. Phải công nhận là cái nhà Born Number 9 này nè, người ta làm mùi hương rất là khéo luôn, khéo đến mức mình rất là thích, mình thích đến mức mà mình cảm thấy nha, mình không muốn chê vào chút nào hết, kiểu vậy đó. Và Lĩnh được tiếp xúc rất là nhiều mùi hương của nhà Born Number 9 này rồi đó, nhưng mà tuy nhiên Lĩnh sẽ sàng lọc những chai nước hoa nào xứng đáng để đưa lên video thôi đó, ý là muốn nói như vậy đó. Và sau cái combo quả chín kết hợp với lại combo hoa đó thì nó tạo cảm giác á, bồng bềnh. Quả chín thì thơm thanh ngọt mọng nước kết hợp với hoa lơ đãng bồng bềnh, và có một cái gì đó nhờ vào cái phần trái tim mùi hương á, thì ở đây á nó có cái một ít mùi khô ráo, mịn màng, sạch sẽ đến từ gỗ đàn hương, và một cái nét rất là kiểu mà hồi nãy Lĩnh nhắc lại á, tức là cái sự quyết định, cái sự mà năng lượng trẻ trung tinh nghịch nó đến từ cỏ hương bài và xạ hương. Và xạ hương trong cái chai Central Basel này á, nó được làm rất là vừa phải, không quá nhiều đến mức mà cái tổ hợp hương á nó mất đi sự biến chuyển và nó lì mùi, mà ngược lại xạ hương được làm rất là vừa phải, khá mỏng, kéo theo đó là sự mịn màng, sự ngon ngọt kết hợp của mịn màng khô ráo ngon ngọt đến từ gỗ đàn hương và cũng như quả chín, một chút cỏ hương bài tạo cỏ hương bài trong cái chai này á, Lĩnh xin nói kỹ một xíu, đó chính là
nó khác với những cái chai có nốt vetiver hơi khô ráo, hơi kiểu tạo cảm giác là formal classic, thì cái chai này á thì cái trong cái chai Central Basel này á, cỏ hương bài được làm một cách tươi xanh đó, có cái nét khá xanh và sáng chứ không bị trung tính cho tới là và kiểu ly mùi xuống và kiểu mà đầm đầm dày mà ấy. Mà ở đây á, cỏ vetiver được làm một cách xanh xanh đó, kết hợp với lại gỗ đàn hương đó, thơm ngọt bay bổng bồng bềnh. Cái mùi hương này á, Lĩnh rất là thích ở chỗ nào không mọi người? Cái kiểu của nó giống hệt như Delina của nhà parfum de Mali. Yeah, một cái kiểu hương hoa kết hợp với quả chín, xạ hương và gỗ đàn hương. Ở đây không có ở đây không có vani mà có cỏ hương bài, nhưng mà thay vì làm những cái mùi mà kiểu rất là sôi thịt, rất là hở hang, kiểu hở lưng hở ngực đồ đó, đường cong đường ơ đồ đó, thì cái chai này nó không có làm theo cái kiểu như vậy, mà nó ngược lại đó, nó làm theo một cái kiểu nó rất là sang trọng, nó rất là cái kiểu mà tạo mình cảm giác mình ngửi cái mùi này đó, mình thấy luôn cái sự trẻ trung năng động, và mình thấy cả một cái bầu trời của những con người ăn mặc đẹp ở công việc đó, buộc họ phải ra đường, họ ăn mặc đẹp, họ chỉnh chu, họ đi lại rất là nhanh trên những con phố nó dài hoặc là những cái khu thương xá sầm uất. Và có người thì họ đi vì công việc, có người họ đi vì du lịch, và có người họ đi vì một cái điều gì đó mà mình thấy được nguyên con phố nó rất là rộn ràng, nó rất là kiểu tấp nập người qua lại sầm uất, và bất cứ một người nào họ cũng đi, và đi cái kiểu giống như mọi người hay xem phim á, mọi người thấy những người Mỹ người ta đi rất là nhanh nha, nhất là những người Mỹ ở New York, tụi Mỹ trắng á, yeah. Thì các bạn sẽ thấy nha, là họ đi rất là nhanh, có nhiều khi họ đi họ đụng chúng ta luôn á, mà họ không còn thèm, họ không còn, không phải không thèm mà họ còn không có thời gian để họ nhìn ngoái lại để nhìn coi người đó là người nào, nó kiểu vậy đó. Cái kiểu họ đi vội vã, họ đi nhanh giống như mấy bạn model đi runway, đi fashion week vậy đó, kiểu vậy đó. Oh yeah, mình thấy được cái điều đó trong cái chai này rất là rõ ràng luôn. Yeah, và các bạn biết không, về sau mùi hương á, về giữa trái tim mùi hương và về base note á, thì cái phần mà cổ đàn hương á kết hợp với lại xạ hương và cỏ hương bài á, nó làm ra một cái mùi mà nó phải nói là nó đẹp và nó yêu kiều và nó sang dữ lắm sang. Đầu tiên cái opening mở ra với một cái combo trái cây chín kết hợp với hoa đầy tinh nghịch, đầy sang, đầy sự nhiệt huyết, đầy năng lượng của tưởng tượng như một ngày mới bắt đầu, và chúng ta phải thức dậy và lao ra đánh răng tắm rồi tắm vừa hát, thay đồ đi làm rồi xong rồi đó. Cái về cái hit note, cái trái tim mùi hương và cái base note đó, nó làm cho chúng ta có một cái sự bồng bềnh, một cái sự gì đó mà giống như là mùi hương không còn kiểu tăng động nữa nha. Nếu mà các bạn xài cái mùi này, các bạn sẽ để ý từ khoảng cỡ một tiếng, một tiếng rưỡi sau đó, sau khi mà được xịt ra đó, thì mùi hương này, cái base của nó sẽ còn mùi gỗ đàn hương, nó có cái độ creamy, cái độ kem kem, mịn mịn, khô ráo, ngọt ngọt, thanh thanh của trái cây kết hợp với hoa hoa, và cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ là sảng khoái. Bởi vì sao? Bởi vì xạ hương trong cái chai này được làm khá là sạch và vừa đủ, không có bị dư hay không có bị nhiều đến mức lạm dụng như acid silver breakage, cho nên là mùi hương không bị lì lại mà bị mất đi cái độ biến chuyển mùi hương. Mà ở đây mùi hương cực kỳ là bay bổng bồng bềnh, mình ngửi cái chai này mình nhớ hoài trong đầu mình cái chai Delina, parfum de Mali Delina, mình có cảm giác như vậy hoài. Nhưng mà tuy nhiên thì mùi hương thì không giống, nhưng mà cái cách giống như là cái concept cái kiểu mà bám và tỏa và biến chuyển mùi hương của nó làm cho mình nhớ tới cái chai đó rất rất là nhiều luôn đó. Còn về độ bám tỏa của cái chai này nha, mình cam đoan nha, lúc đầu á mình không có nghĩ là cái chai này bám tỏa tốt như vậy, mình cứ nghĩ cái mùi này nó phải là một cái mùi bình thường thôi, yeah, của một nhà nước hoa niche rất là cao cấp của Mỹ. Nhưng mà mình nghĩ cái combo hoa cỏ gỗ xạ nó không làm cho mình có độ bám tỏa ấn tượng đến như vậy. Một chai nước hoa có hương floral musk đó, đúng không ta? Hoa cỏ gỗ xạ đó, floral musk đó, thì mình nghĩ là chắc cỡ 4-5 giờ là tối thiểu. Thật sự ở Central Basel nó có cái độ bám đến mức hơn 10 tiếng cho không gian kín đó. Các bạn ở nhà có máy lạnh hay là ở văn phòng, hơn 10 tiếng. Và nếu như các bạn nào mà ngồi không gian mở làm sale, ngồi không gian mở hay là ngồi không, hay là đi lại đi tới đi lui chạy xe máy đồ thi thoảng đó, nó phải hơn 7 tiếng. Thật sự nó rất là ấn tượng luôn. Và mình nói luôn nha, cái mùi hương này từ
nó làm được cái điều mà Lĩnh rất là khắt khe, đó là gì? Nó không mất đi phong độ của một chai nước hoa cao cấp, mắc tiền xịn sò. Dù nó không có, nó không có kiểu mà khoe mẽ, nó không có trưng trổ ra những cái đặc điểm hay, nhưng chỉ cần cái thương hiệu của nó thôi đã nhằm khẳng định được chất lượng của nó rồi nha các bạn. Và một điều Lĩnh rất là khắt khe là gì? Là một cái chai nước hoa cao cấp, những một chai nước hoa tốt là phải chiến tốt mọi mặt trận, phải bám tỏ tốt và phải có độ blend mùi, cũng như là độ mà blend mùi phải có chiều sâu, phải có độ bàn cãi và độ ấn tượng, thì một chai nước hoa tốt nó phải làm được những điều đó. Và đặc biệt thì chai này nó càng về sau nó càng sang đó. Cái opening mở ra cho tới trái tim hương và base note, nó luôn làm tròn trách nhiệm của nó, là một mùi hương bám và tỏa rất tốt đó, tỏa rất là mạnh 3 tiếng đầu tiên và bám hơn 8 tới hơn 10 giờ, hơn 7 tiếng cho không gian mở và hơn 10 tiếng cho không gian kín văn phòng. Và càng về cuối mùi hương càng lôi cuốn, càng ngon và càng đầm thắm đó. Và có một cái sự sang trọng mà không, nếu như chúng ta không cần nói đây là của hãng Parfum Mr. Avenue, chỉ cần ngửi cái hậu vị của nó thôi cũng biết chắc chắn đây là một chai nước hoa xịn đắt tiền mới có cái vai mùi như thế này. Lĩnh rất là thích cái chai này và Lĩnh rất là vui giới thiệu đến mọi người. Và đây cũng là một chai nước hoa, Lĩnh nhắc lại, nó rất là hiếm trên thị trường rồi, không còn nhiều nữa đâu, không khó thấy nhiều nữa đâu. Đó, hoàn cảnh sử dụng cái chai này hả? Cái chai này á, các bạn đi xài có thể quanh năm luôn. Đây là cái edition xài cho xuân hè đó, tức là spring summer ha. Chứ không phải là thu đông, autumn đó, nhưng mà autumn winter đó. Thì đây là một cái edition hãng công bố là spring summer, tức là xuân hè. Nhưng mà với Lĩnh nghe, Lĩnh nghĩ với cái độ bám và tỏ ấn tượng như thế này, các bạn có thể xài cả thu luôn. Và nếu như trong miền Tây hay Sài Gòn đổ về miền Tây hay là đổ Đà Lạt đó, các bạn có thể dùng thoải mái cả thu và đông luôn đó. Trừ khi Hà Nội lạnh rét cắt quá thôi thì nó hơi bị lép mùi đi. Mình nghĩ nha, chất lượng của nó sẽ giảm xuống khoảng 1 và 2 tiếng bám tỏa đó. Tùy theo cái lượng xịt và các bạn cân nhắc cái slot thôi. Chứ thật sự đây là một chai nước hoa mà mình nghĩ nó đã làm khá là tròn trách nhiệm và hoàn thành sứ mệnh một cách khá là perfect. Đó. Những cái dịp mà các bạn dùng á thì các bạn có thể dùng thoải mái nha. Các bạn ở nhà các bạn ăn mặc đẹp một xíu, không cần phải quá lồng lộn. Ăn mặc đẹp ở đây có nghĩa là chúng ta mặc, đừng có mặc đồ ngủ, đồ pyjama hay đồ bộ thôi. Còn các bạn ăn mặc quần jean, áo phông hay là đầm gíp, hay là các bạn đi đám cưới, sinh nhật hay là đi karaoke hay đi tiệc tùng nhậu ban đêm gì đó các kiểu, rồi bla bla, cân hết mọi mặt trận luôn. Và chỉ cần 3 tới 4 slot thôi, Lĩnh cam đoan nó sẽ theo các bạn suốt một chuỗi thời gian cực kỳ dài đó. Và có một điều nhắc nhở mọi người rằng là gì đó, như Lĩnh đã nói, đây là một edition khó tìm và rất là hiếm gặp trên thị trường Việt Nam hiện nay. Ngày xưa nó nhiều nhưng bây giờ nó không nhiều nữa, và khá là nói chung là thời gian bây giờ nó sẽ khá là muộn màng để chúng ta tìm lại những edition ngon như ngày xưa như thế này nữa, mà thay thế bằng những edition khác yếu hơn, bám tỏa kém hơn, blend mùi dở hơn nhưng với giá thành đắt hơn. Bởi vì sao? Chúng ta bắt buộc phải chấp nhận điều đó để hợp thời thế hơn, để mà hợp thời hóa hơn, và kiểu phải chấp nhận mọi thứ. Thay vì nó không còn nữa, nó mất tiêu mãi mãi, thì chúng ta còn chấp nhận khi nó còn hiện hữu một cách dở hơn một xíu. Ok, đó. Những cái edition mà như thế này Lĩnh rất là vui, cho nên mỗi khi có Lĩnh luôn hào hứng giới thiệu đến mọi người. Và bây giờ video đã dài đã đủ rồi, Lĩnh cảm ơn mọi người đã xem video đến đây cùng Lĩnh ha. Và mọi người hãy subscribe kênh, like video hay share video để Lĩnh có tinh thần ủng hộ Lĩnh có tinh thần làm những video xịn hơn, chất lượng hơn và hữu ích hơn trong thời gian sắp tới nha. Và các bạn muốn mua hàng, tư vấn báo giá thì cứ liên hệ với Lĩnh qua Zalo and Hotline 0835627248, chỉ một số duy nhất 0835627248, gặp Lĩnh tư vấn báo giá ship hàng cho mọi người ha. Còn bây giờ video nó dài rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ha. Bye bye.